Ok mọi người, hôm nay chắc tớ sẽ làm một cái video về một cái trào lưu hiện tại ở trên mạng chờ tiếng đóng cửa. Ok, đó là trào lưu nối chữ. Như các bạn đã biết thì trên mạng có một cái trào lưu gọi là nối chữ, kiểu ví dụ các bạn nói là Hoàng đẹp, ví dụ là đẹp là đẹp trai chẳng hạn, kiểu như vậy. Thì cái trào lưu nó làm cho chúng ta có gặp khá nhiều tình huống hài hước. Thì hôm nay bên VR Studio công ty của tớ thì mấy đứa nhân viên nó có gửi cho tớ một cái loạt các cái hình ảnh về cái này và tớ sẽ làm video này, tớ chưa xem. Cho nên để dành để xem bây giờ nhá. Sorry mọi người, hôm nay đầu tóc không được ok lắm cho nên là đấm mũ nha. Nối chữ, let's go. Đầu tiên, làm tí nối từ không bạn? Tôi mời bạn đi trước. Nick not not biết là not khen not khen thì đánh cái đúng pha rồi, phải mình bị đánh cái đầu mé not khen định not not chơi lại ngay, cứ nói đi hống hách hacker. Cái đoạn này nó có lẽ nó sẽ không buồn cười nếu như không có hình ảnh hai con mèo đánh nhau. Mà tại vì có hình ảnh hai con mèo đánh nhau tớ buồn cười. Cái đậu xanh của nó. Hacker mà CR. Chơi nối từ không, nói đi, ghé thăm. Thăm ngàn là cái gì? Than ngầm. Chả biết thăm ngàn, mọi người nói cái từ này mình chẳng hiểu. Chơi nối từ đi, hôm nay tao sẽ thắng mày. Wow, lợn nái. Đùa cái này nó buồn cười. Cứ nó ngạo, nó ngạo, nó có tính em mà cứ nó ngạo buồn cười quá. Đánh nhau, đái xe. Đậu xanh nó muốn chơi cái nước mắt. Chơi nó tôi không lại buồn cười. Chơi, đẹp đẽ. Sao đánh khó quá à? Từ khó là sao đánh ấy. Đẽ gì nhỉ? Đẹp đẽ. Đẽ gì? Sao được đấy? Khó. Đồ anh nó lại khó. Nặng nề nối từ à? Ừ. Nề cà chê chà là cà. Cái này mình xem ở trên Facebook rồi. Chơi nối từ không? Chơi cả tiếng Anh nhé. Cầm bách. Bách. Đánh đúng rồi. Lần này chứ tử tế con chó nào ra từ khó. À kinh kinh kinh. Mày nói đi. Cánh tay dễ chưa. Tay nó sweep. Chịu đấy. Thôi chơi nốt cho mày nói trước. Soi bắn. Soi bắn. Mệt. Ôi cái trò này là một cười quá này. Ông nào không cười tôi chịu, tôi nó đúng cái mạch mạch hài của tôi thích. Sao văn văn sói. Chơi nối từ đi, lần này mà chơi tử tế thế không đẹp đẽ đâu đấy. Lợn xê. Xê gì nhỉ? Xê xòa. Xê xóa. Xuê xòa. Chứ không có xê. Xê nái. Xê nái là gì? Có từ xê nái, từ Google thì cũng xê nái. Xê. Xê. Nái. Không có từ Google cái. Từ xê này. Xê má này. Xê má được không? Có mà xê má này. Google là sao ạ? Nhưng mà khó quá. Chơi nối từ không, nói đi. Đánh đu. Đu 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 đu. Mày mệt quá chứ. Mày không bao giờ thắng tao chơi trò nối từ đâu. Cú lép. Thua chưa? Lép kêu gì lớn. Cái đâu mà lép. Lép cũng được à? Lép. Nối từ không nhẹ nhõm. Ok chú, con gấu, gấu nâu. No ban. No ban. Cũng được mà đúng không? No ban. Rồi thì phát âm kiểu như cả tiếng Việt cả tiếng Anh thì đâu biết đâu, biết đâu lại cho cái luật thế. Đơn côi. Côi cấy. Côi cấy là cái gì? Nối từ chứ không phải đảo vần đâu này. Chơi nối từ không, nói đi. Cao có. Có nào. Đuổi ra bụng quá. Chơi nối từ đi.
Không chơi, chơi bời. Bời tao bảo không chơi. Những cái ảnh cuối cùng. Chơi tiếp nhé, nói đi. Canxi, xì líp. Chơi cái đi bạn ơi. Ok thằng Ngọc. Rồi xương, xương sầu. Sầu lo, sầu luôn. Sầu luôn. Tình yêu, unicorn, con nai, nai he. Ông nào làm đế có tóc ông nai he. Tao không bảo tóc mày. Chơi nối từ không, chơi tử tế, nói đi. Cà rô, Ronaldo. Ô được mà, không tính vậy. Được mà ra đánh nhau đấy. Ronaldo được mà mọi người. Chơi nối từ không. Đang buồn, buồn ngủ. Ngủ đây. Ngủ đây không được thật. Tại vì cái từ nối từ nó phải có ý nghĩa. Ngủ đây. Đây. Thêm người đi, có mỗi tao với mày không vui. À được được được. Ok đồ ăn. Ăn năn. Ok. Năn nỉ. Nỉ. Nỉ hao. Phải nổi. Phải nổi nỉ à. Chơi thực tế xem nào. À kinh kinh. Màu đen, đen da, da sùa, da sùa. Chơi nối từ không, chơi luôn. Ăn năn, năn tăn được đậu xanh. Chơi nối từ không, nốt nhé. Bơ phờ, flow, flow được đi. Flow à, flow, 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 flow. Thân chú tư, tư tình yêu, yêu cậu. Ỏ, kinh quá. Sang rồi đấy. Lần này cho mày bắt đầu trước nhé. Khó mà nhé. Than ôi. Ôi bạn ơi, bạn sức đề kháng. Đâu mệt. Cái bản cái ảnh nó làm cho chúng ta rất buồn cười nhá. Kiến thức, thức ăn. Ăn mày, mày ngu. Hỏi nhau luôn. Chơi nối từ không, là ai là mèo. Chơi luôn. Lắp bắp. Bắp gì. Bắp gì. Đây là bắp gì. Chơi nối từ không, lại chơi. Đôi mắt, mắt bẩn. Ui. Chơi nối từ không nhạc bốp. Bốp coi. Coi nai, nai dog. Tao có mới mày đâu. Chơi nối từ không, đang bận. Phải chơi, chơi bời. À này là lấy cái kia sao. Hết rồi. Cười ở cháy lên. Đúng là cái cộng đồng mạng các bạn. Chắc tôi sẽ bảo up này lên trên fanpage virus để cho mọi người biết. Cái này là do công virus tổng hợp mà. Thì cái trao đổi của bạn đúng là cái trào lưu nào nó cũng sẽ có thể dễ thành một cái trào lưu gọi là thông suốt. Nhưng mà mình thích những cái dạng như này bởi vì nó làm cho chúng ta có thêm tiếng cười, sự vui vẻ hơn, giải trí hơn. Và nó khởi đầu cho một ngày làm việc hiệu quả tuyệt vời. Mẹ buồn cười chảy nước mắt các bạn. Cười cười đau cả cái hàm. Các bạn hoàn toàn có thể tìm những nối từ nhá. Và tận dụng thí sinh minh của mình để đặt ra. Hoặc các bạn hoàn toàn có thể chơi nối từ dưới phần comment này. Một bạn viết ra và một bạn còn lại nối từ tiếp theo. Nếu rảnh thì tớ sẽ chơi cùng các bạn. Thế nhá. Các bạn ơi đừng quên bỏ lại một like, comment và chia sẻ video.